Xin chào tất cả mọi người, lại là Đi đây và chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Địa Tarot Tâm Sự cùng Kỳ Lạ. Ok, vậy là ngày hôm nay Đi lại ngồi đây để cùng các bạn trải một cái ván trải hết sức là thú vị. Ngày hôm nay cái topic nó mang một cái ý niệm nó hết sức là minua, nó rất là hường phấn, nó rất là nữ tính đó các bạn. Thì nữ tính như thế nào thì để Đi sẽ nói cho các bạn nghe nha. Đầu tiên ngày hôm nay cái topic nó tên là một nửa của bạn. Thì một nửa ở đây là cái gì? Thì đôi khi các bạn cần phải mở rộng cái ý hiểu của cái từ một nửa ra. Đôi khi một nửa ở đây nó không ám chỉ một cái người nào theo kiểu giống như là những mối tình đã cũ hay là những mối tình sắp tới. Có thể họ chắc chắn họ là những người sắp tới, bởi vì một nửa phải là cái người gắn bó với bạn trong cả cuộc đời này, và có thể họ là một người rất là đặc biệt với bạn. Và đôi khi một nửa này không nhất thiết phải là người yêu hoặc là chồng của bạn, cho nên bạn hãy mở lòng ra để mà đón nhận nó nha. Ở đây thì Đi có 4 tụ bài lần lượt là 1, 2, 3 và 4. Bây giờ thì mọi người hãy chọn tụ bài của mình đi nha. Còn một chút xíu nữa là ngày hôm nay thì tụ bài tới là một nửa tình yêu hay là một nửa cuộc đời hay là cái một nửa còn lại của bạn là người như thế nào. Thì ở đây Đi muốn hỏi là ở đây có ai đã từng gặp một người mà các bạn nghĩ rằng họ là một nửa của mình hay chưa? Nếu đã có rồi thì hãy chia sẻ câu chuyện của bạn với Đi để Đi sẽ kể cái câu chuyện đó trong một gì kể đi đi nghe. Ok, thì muốn kể cái câu chuyện này các bạn có thể nhấp vào cái đường link mà Đi để ở dưới phần mô tả, thì các bạn click vào đó và đóng góp câu chuyện nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bây giờ rồi thì bắt đầu thôi. Ok, tụ bài số 1 bắt đầu với viên đá Red Zapper màu cam. Ok, Đi sẽ để cái viên đá nằm ở đây. Đầu tiên thì Đi muốn xem này là cái hình mẫu lý tưởng của bạn, tức là bạn hình dung về người ta, bạn mong muốn người ta là người như thế nào. Đầu tiên thì Đi muốn nhìn về bạn trước. Ok, đây mình có lá Four of Cups, lá lá Eight of Pentacles, lá Ten of Swords, lá Ten of Wands, lá Two of Cups. Ok, bạn á, ôi cái tụ này nó nói hẳn là về tình yêu luôn bạn à. Two of Cup đây, bạn chắc hẳn là bạn mong muốn là cái người đó phải yêu bạn đắm say, và bạn cũng phải yêu bạn yêu họ say đắm. Tức là cái điều đầu tiên là cả hai người đều phải có cảm xúc với nhau. Bạn thích rằng là một cái mối quan hệ nó phải fair play, nó phải là 50-50, nó phải thật sự công bằng cho cả hai. Tôi yêu bạn và bạn cũng yêu tôi, hai đứa tôi cùng nhau dành tình cảm cho nhau. Cái là đầu tiên ha. Cái người mà bạn hướng tới á, bạn rất là mong á có một ai đó đến để chữa lành vết thương của bạn, hoặc là ngược lại, bạn sẵn sàng đến để chữa lành vết thương của một ai đó. Bởi vì ở đây Đi nhìn thấy được rằng có thể một trong hai bạn là một người rất là có rất là nhiều vết thương lòng về những cái mối quan hệ đã cũ. Các bạn hay nghĩ về những cái điều xưa cũ. Cái người mà ở trong mắt bạn á, họ phải là cái người thật sự chăm chỉ, họ phải là một người thật sự có cái gan, họ phải thật sự là một người dũng cảm để mà gánh vác, để mà che chở cho bạn. Đi cảm nhận được cái điều đó luôn. Nhưng mà bạn cũng không phải là một cái người quá ỷ lại trong một cái mối quan hệ nào cả. Bạn không có muốn rằng là trong cái mối quan hệ đó người ta là cái người duy nhất cố gắng cho nó. Bạn cũng thế, bạn cũng rất là cố gắng cho nó. Bởi vì vậy Đi mới gọi đây là một mối quan hệ fair play, một mối quan hệ song phương, cả hai đều có cái sự cố gắng cho mối quan hệ này cả. Tiếp thì Đi nhìn thấy tiếp á là bạn mong muốn cái người yêu của bạn á không có cần phải quá là theo kiểu là bày tỏ một cách quá là màu mè. Bạn thích cái sự lãng mạn nó đến một cách tự nhiên, chứ không phải là một cái sự lãng mạn có sắp đặt. Một cái sự lãng mạn đến tự nhiên, bạn thích cái gì đó nó chân thật với cuộc sống thôi đó, chứ đừng có make up ảo loài đó, thì không vậy chết rồi. Cái này là không phải gu đi rồi nè đó. Tiếp nha mọi người. Ok, đó là những gì bạn nhìn về người ta. Một con người sức mẻ, một con người muốn đổ nhiều cái tình cảm, gọi là một con người muốn đầu tư nhiều cho tình cảm, một con người muốn xác định, và một con người có đủ cái dũng khí để mà che chở cho bạn. Cái đó, cái đầu tiên là bạn nhìn về người ta. Vậy còn thực sự cái nửa kia của bạn họ là người như thế nào, thì Đi sẽ lấy tiếp tục ra 5 lá bài. Ok, ở đây bạn có lá hai kiếm, bạn có lá King of Wands là vua gậy nè, bạn có lá tòa tháp The Towers, bạn có lá một kiếm Ace Swords, và là có lá Three of Pentacles ngược, ba tiền ngược. Ở đây Đi nhìn thấy được rằng đây là một người hoạt động độc lập. Người này rất là độc lập luôn. Thật sự những cái người độc lập thì họ có đủ cái can trường và đủ cái dũng khí, cũng như đủ cái sự gan để mà đứng lên bảo vệ cho bạn rồi đó. Họ đủ cái sức mạnh rồi đó. Cho nên là Đi xin chúc mừng cái đầu tiên, cái nguyện vọng đầu tiên của bạn là bạn đạt được cái ha. Cái thứ hai là, tuy nhiên thì Đi nhìn thấy đây là một cái người hơi khô khan một chút xíu. Họ khô khan bởi vì là họ tin vào những cái thứ thực tế nhiều hơn là họ mơ mộng, vì họ đã có rất là nhiều những sự tổn thương trong quá khứ. Cái người mà đến với bạn, một nửa của bạn là một người có cái sự tổn thương trong quá khứ rất là nhiều,
rất là nhiều nha. Đây là một cái người rất là sợ sệt, theo cái kiểu như là sợ thay đổi nhiều á, sợ những cái sự thay đổi quá nhiều. Cho nên họ là những người muốn là khi tiến tới một cái mối quan hệ nào, họ muốn xác định nó, họ muốn làm rõ nó, họ muốn gọi là cho nó một cái danh phận mà không có cần phải cái sự thay đổi nhiều. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là họ mong muốn rằng là cái mối quan hệ này là một cái mối quan hệ song phương. Họ quá mệt mỏi với cái chuyện đuổi theo một ai đó và để một ai đó đuổi theo mình. Họ muốn là cả hai người đều phải feel được, cũng như cả hai người đều phải cảm nhận được cái chuyện yêu đương trong cái mối quan hệ của cả hai. Đó là cái điều hay của cái bạn này đó. Ok, tiếp. Đây là một cái người không có giỏi ăn nói, nhưng mà họ có một cái trái tim rất là ấm áp nha. Họ một trái tim cực kỳ ấm áp. Có thể họ bị sức mẻ nhiều trong cái quá khứ, cho nên là họ rất là trân trọng những điều trong thực tại. Khi mà họ đã có được tình yêu thì họ sẵn sàng trao cho bạn hết tất cả những gì mà họ có luôn. Cho nên là đi nhìn thấy giống như là thà là mình có một cái người sẵn sàng vì mình mà cho mình, kiểu như họ chỉ có 10 đồng tiền thôi, họ sẵn sàng vì mình mà cho mình hết 10 đồng tiền đó, còn hơn là người có rất nhiều tiền nhưng mà trong lúc hoạn nạn họ không thể giúp được mình, hoặc là họ không sẵn sàng giúp đỡ mình. Ok, cái tiếp theo này đi muốn nhìn thấy xem vậy thì cái mối quan hệ của hai bạn rồi nó sẽ thế nào, hoặc là nó sẽ mô tả gì, các lá bài này nó mô tả gì về mối quan hệ của hai bạn. Wow, hai bạn sẽ học hỏi được ở nhau rất là nhiều nha. Ở đây một lần nữa lại có lá King of Wands, là vua gậy, ở ngay lá của vua gậy luôn. King Wands, và đây cũng là lá King of Wands. Đây, King of Wands luôn. Ok, thì lá King of Wands này cho thấy được việc cả hai bạn là cái người làm chủ cho cái mối quan hệ rất là tốt. Rất là tốt nha. Các bạn biết điều hướng đó và các bạn biết cách nhẫn nhịn nhau khá là tốt. Các bạn không thúc đẩy mối quan hệ này đi quá nhanh. Có thể ngay từ cái thời gian ban đầu á, bạn thì bạn muốn là một cái mối quan hệ nó đến phải như một cái tình yêu sét đánh thì ok đúng. Lá Two of Cup ở đây nó thể hiện cả cái sự tin tưởng và cái bước tiến trong mối quan hệ nó cơ. Và một lần nữa nó nhắc lại ở lá Eight of Wands. Eight of Wands nó mang với một cái tầng nghĩa, đó chính là cái sự nhanh chóng, hoặc là cái sự được một cái gì đó được thúc đẩy. Ở đây thì đi sẽ giải thích theo cái nghĩa là các bạn có thể là nhanh trong cái việc fall in love, tức là bạn có thể là nhanh trong cái việc nhận ra nhau giữa đám đông, bạn biết đó là một nửa của mình rồi đó. Nhưng các bạn sẽ dùng cái thời gian ở cạnh nhau để chứng minh rằng là càng ngày các bạn lại càng hợp với nhau. Cái tiếp mà đi nhìn thấy nữa các bạn á, là một cái người rất có thể nha, các bạn rất là nghiện bồ, hoặc là bạn rất là nghiện người yêu. Vì ai đây, ai có ai chứng nghiện người yêu không? Nghiện người yêu tức là bạn không thể nào mà bước rời khỏi họ một giây phút nào, bạn luôn luôn muốn hàng giờ hàng ngày luôn á, phải có họ kế bên luôn á. Hai bạn là thuộc cái tiếp người nghiện người yêu á nha. Có thể là hai bạn trong cái lúc giận dỗi á, sẽ khiến cho nhau khá là đau lòng đó, bởi vì cả hai đều có cái tính rất là thẳng thắn, rất là cương trực đây nè. Tiếp nữa là đi nhìn thấy được rằng á, là rất là có thể luôn cái thời gian mà hai người gặp nhau á là một cái thời gian vào mùa hè, và mùa hè các bạn ạ, vào mùa hè. Và ở đây đi cảm nhận được rất là nhiều những nguồn năng lượng lửa, những nguồn năng lượng lửa là cung sư tử nè, bạch dương nè, rồi nhân mã nè. Năng lượng lửa đầu tiên đó là, cái thứ hai đó là năng lượng của cung khí. Đi cũng cảm nhận được rất là nhiều những năng lượng cung khí là cung thiên bình nè, bảo bình và song tử. Ở trong đây thì đi còn có một cái sự cảm nhận nữa là dường như đâu đó nha, ở đây đi cảm nhận được cái sự phi giới tính nhiều lắm. Tức là có thể nha, có thể các bạn mà chọn tụ bài số 1 nè, các bạn là lesbian hoặc là gay, hoặc là những người trong cộng đồng LGBT rất là nhiều. Ở đây chúng ta nhìn thấy được ba lần trải trong ba bộ bài hoàn toàn khác nhau. Đầu tiên với bộ là Ray Light, bạn có lá Two of Cups thì nó cũng phần nào nói về cái sự phi giới tính. Cái thứ hai ở cái bộ mà love, cái bộ mà LGBT đó, bộ gay love đó, thì đây bạn có lá Two of Swords. Two of Swords nó cũng thể hiện cho cái sự song tính. Và cuối cùng ở đây bạn cũng thêm một lần nữa có lá Two of Swords, song tính thêm một lần nữa. Cho nên là cái năng lượng của sự phi giới tính ở đây rất là nhiều á. Hoặc là một mặt khác thì đi cảm nhận là có thể bạn yêu bằng con tim, bạn không có ngại cho cái việc rằng là họ là ai, họ như thế nào, bạn chỉ cần biết yêu là yêu mà thôi, đó chính là bạn. Ở đây thì đi có lấy ra một cái lá bài. Cái lá bài này để đưa cho các bạn một cái thông điệp. Đây là lá bài của cung khí. Ok, đây là lá bài của cung khí với cái con chim hummingbird. Hummingbird là chim ruồi nha các bạn, đó là con chim ruồi. Bộ bài, lá bài rất là đẹp, với cái thông điệp là joy. Joy là vui mừng hoặc là sự tươi vui. Thì ở trong cái mối quan hệ này á, khí nó đại diện cho cái gì ạ? Khí nó đại diện cho tầng nhận thức nè, hoặc là tâm lý. Cái mối quan hệ này của các bạn rất là vui vẻ.
thể hiện được rằng cái người này đến á, họ mang một cái cơn gió mới đến trong cái cuộc đời của bạn, và bạn sẽ có một cái sự thay đổi rất là tích cực luôn. Đi cảm nhận được cái nguồn năng lượng tích cực từ trong cái ván trải này luôn á. Mặc dù tôi đã là một người tích cực lắm rồi, nhưng mà cái nguồn năng lượng tích cực của cái ván trải này nó còn tích cực hơn tôi nữa. Ok, ok, vậy thì tụi bài số 1 đã kết thúc rồi. Chúc mừng các bạn, tụi bài số 1 đã gặp được một nửa cuộc đời của mình. Họ mang tên là niềm vui. Họ mang tên là niềm vui ha. Một nửa của bạn mang tên là niềm vui. Ok, tụ 1 kết thúc. Ok, tụ bài số 2 đến đây. Và tụ bài số 2 là viên đá mắt hổ màu nâu. Mặc dù cái viên mắt hổ của đi thì nó không có ánh, nó không có ánh lên, nhưng mà ok, thật sự đó là chính là mắt hổ nha các bạn. Đừng có hiểu lầm em nói đi, em nói tội nghiệp. Đây là chính là một viên đá mắt hổ. Ok, quay lại với ván trải ngày hôm nay, đó là một nửa của bạn. Một nửa của bạn là người như thế nào? Thì đầu tiên Đia phải nhìn sơ qua xem những cái người xem của Đia, những người bạn thân yêu, những trái tim đơn độc của Đia đây, các bạn là người có cái gu như thế nào ha. Đầu tiên thì Đia thấy có lá cái gì, lá này là lá 7 tiền ạ. Lá Strength, lá The Emperor, lá 2 of Swords và lá 5 of Swords. Wow, bạn là một người rất là mạnh mẽ. Hoặc cái lá bài, cái ván trải này nó đang nói ra hai mặt. Một á là bạn là một người rất là mạnh mẽ. Hai là bạn là một người rất là yếu đuối, nhưng mà mạnh về mặt tinh thần, tức là bạn khống chế người khác rất là tốt. Nhưng cái bên ngoài bạn thể hiện ra bạn vẫn là một cô gái rất là mỏng manh, yếu đuối. Cho nên cái người mà bạn mong muốn có đó là một cái người rất là mạnh mẽ, The Emperor. Bạn muốn đó là một người đàn ông thật sự, chứ không phải là một người con trai có râu, hoặc là một người con trai chững tuổi. Mà đây là một người đàn ông thật sự. Bạn mong muốn đó là một người đàn ông để họ đến và họ mang cái năng lượng bảo vệ cho bạn. Cái tiếp nữa, bạn muốn á, mặc dù có thể đây là một cái người đàn ông rất là mạnh mẽ, rất là tài năng, tài giỏi ngoài kia, nhưng khi về ở bên bạn á, họ phải là một cái con thú cưng, hoặc là họ phải là một con mèo đáng yêu của bạn cơ. Đây, bạn và người yêu của bạn thì nó giống như cái lá Strength vậy á. Cái cô công chúa này với cái con sư tử này, và hai bạn gặp nhau như một cái cuộc định mệnh. Có thể rằng á, là ban đầu hai bạn gặp nhau sẽ gặp một chút xíu cái sự ngăn cản từ một vài người trong gia đình, hoặc một vài cái mối quan hệ bạn bè xung quanh. Nhưng mà đừng lo lắng, bởi vì bạn hãy lắng nghe theo cái con tim của mình ha. Cái tiếp ở đây á, là đi nhìn thấy được cái lá 7 tiền, cho thấy được việc là bạn mong muốn cái người mà bạn hướng tới, một nửa kia, họ không cần phải là một người quá giàu. Họ chỉ quan trọng là họ phải có cái sự cần cù. Họ cần cù ở đây á, không nghĩa là cần cù nhưng mà cần cù nhưng mà không có cái đầu óc thì cũng không hẳn. Họ cần cù và họ có cái đầu óc khá là tốt. Cho nên là ở đây là bạn chỉ cần là cái người đó đủ khả năng tự nuôi sống bản thân và có thể lo lắng cho bạn thêm một xíu là được rồi. Bạn vẫn mong cầu cái người này là một cái người lo lắng cho bạn rất là nhiều nha. Nhưng mà riêng ở về vận tài chính thì bạn chỉ mong rằng họ có là một người tự chủ, tự lực là đã ổn lắm rồi. Tiếp là lá 2 of Swords và lá 5 of Swords. Bạn không muốn cái người này là một người nói quá nhiều. Bạn muốn cái người là một người suy nghĩ nhiều hơn nói, hoặc là làm nhiều hơn nói, hoặc là suy nghĩ thật kỹ rồi mới nói. Bạn không có thích những cái con người nói nhiều mà nói dai, nói dài, mà nói dại nữa đó. Nói dai, nói dài, nói dại. Bạn không thích những cái người đó. Bạn thích những cái người mà đi thẳng vấn đề. À, tôi nói hồi giống như tôi đang chửi tôi vậy, nãy giờ tôi đang đi vòng luôn á. Ok, cho nên đó chính là hình mẫu của bạn. Ok, đầu tiên đó là hình mẫu bạn. Nhưng mà không biết cái trái đất này nó có gửi đến cho bạn hay không. Những hình mẫu đó cũng hên xui lắm. Đầu tiên thì đi nhìn thấy lá Four of Wands nè. Lá Ten of Pentacles nè. Lá oh wow, Lovers. Wow. Oh my gosh. Trời ơi, cái ván trải này nó tốt quá các bạn à. Không hiểu luôn á, trời, tôi ghen tị với mấy bạn. Tụ bài số 2 quá. Đầu tiên là lá 4 gậy đại diện cho đám cưới nè. Lá 10 tiền đại diện cho một gia đình sung túc nè. Lá Lover đại diện cho tình yêu nè. Lá 10 cấp đại diện cho một cái gia đình tràn ngập tình yêu nè. Lá tiếp là lá Knight of Swords, chỉ có cái là đi đâu cũng nhớ về nhau, dạng giống vậy đó. Đi đâu cũng nhớ về nhau, cũng khắc khoải về nhau cả. Trời ơi, tôi nhìn thấy được rằng cái người mà bạn gọi là cái người mà một nửa kia của bạn, họ rất là hay ho, họ rất là tốt luôn á. Ở đây á, bạn có lá Four of Wands. Four of Wands đây hẳn luôn, nó nói là hai bạn sẽ cưới nhau luôn á. Trời, thật sự hai bạn sẽ cưới nhau luôn đó. Trời, tôi cảm thấy tôi ganh tị quá nè. Ở đây các bạn có đầy đủ tất cả các nguyên tố luôn. Trời, bây giờ tôi mới chú ý nha. Lửa nè, đất nè, nước nè, khí nè, ẩn chính nè, đủ hết nguyên tố luôn bạn ơi. Và rất có thể cái người đàn ông này, cái người đàn ông này là một cái người sinh ra dưới chòm sao của cung khí hoặc là cung lửa.
cung khí hoặc là cung lửa nha. Thì cung khí có thể là song tử và cung lửa đây á, rất là thấy là rõ, có thể đó là cung Bạch Dương, cung Bạch Dương. À, đây là một cái người rất là vì gia đình, họ muốn cái sự ổn định, họ vì gia đình, họ thích làm cái gì đó thiên về gia đình họ. Thay vì á là một cái người đàn ông như những người đàn ông khác là làm xong rồi đi đâu đó chơi, nhưng mà không, họ không có thích cái chuyện mà đi cà phê cà pháo, mà họ thường là đi về nhà ngay, họ thích cái gia đình của mình lắm. Thêm nữa là về cái khả năng tài chính thì wow, đây là một người chưa thể nào mà nói là họ không bao giờ để cho gia đình mình thiếu thốn bất cứ thứ gì đâu, từ tiền bạc đến cả tình cảm nữa các bạn ạ. Họ rất là yêu bạn luôn, the lover thể hiện họ rất rất là yêu bạn, hoặc là ở bạn á có một cái gì đó khiến họ rất là yêu. Có thể là đôi mắt của bạn rất là đẹp, bạn có một cái đôi mắt rất là đẹp cho nên họ rất là yêu cái đôi mắt đó. Hoặc là có bao giờ cái người này khen bạn là cái ánh mắt của bạn đẹp quá, hoặc là bạn có cái con mắt rất là đẹp, hoặc là cái ánh nhìn của bạn rất là ngây thơ vậy, giống vậy. Bởi vì ở đây đi nhìn thấy giống vậy, yêu từ cái nhìn đầu tiên á, mà the lover nữa. The lover, ôi trời ơi. Còn tiếp nữa là love night of shore, là cái mối quan hệ này, cái chất keo sơn mà dính với hai bạn là bởi vì bạn có thể bạn là một người rất là đẹp, hoặc là ở bạn có một cái gì đó rất là quyến rũ người khác. Ở bạn có một cái gì đó rất là quyến rũ người khác ha. Nên ở đây có love night of shore là bạn khiến cho người ta khắc khoải khôn nguôi. Chúng tôi cần phải sử dụng cái từ là khắc khoải khôn nguôi nha các bạn. Khắc khoải khôn nguôi, trời ơi đáng sợ quá à. Tiếp ha, để xem vậy này cái mối quan hệ này nó sẽ như thế nào nha. Chúng ta coi lá five of shore, lá wow, two of cup, my gosh, lá six of cup, oh my god, lá five, lá gì, lá four of wands, và cuối cùng là lá the tower. Ok, có một chút sắc rắc rối ở đây, sao mà ngang xương cái gì ta, có một chút rắc rối ở đây. Ok, mọi người muốn nghe tin tốt trước hay nghe tin xấu chứ? Thôi chúng ta nghe tin xấu trước đi, để mà hồi đi gỡ lại cái tin tốt ha. Có thể cái người này là cái người sẽ đến bên bạn một khoảng thời gian trong cuộc đời thôi, nhưng sau này thì họ vẫn đồng hành cùng bạn. Có thể là họ sẽ là chồng trước của bạn, hoặc là một người yêu cũ. Ok, hoặc là họ là một người đồng hành với bạn trên cái con đường tình yêu thôi. Nhưng mà họ rất là tốt với bạn luôn, họ rất là tốt với bạn luôn. Nhưng mà ở đây là đi cảm nhận được một cái tinh thần, đó là bạn có thể đây là một người chồng cũ của bạn, hoặc là một cái mối quan hệ đã đặt tên rồi, đã đặt để rồi, một mối quan hệ hướng đến tình yêu, hướng đến đám cưới rồi, nhưng mà không được, nhưng mà cuối cùng thì lại bất trắc không thành đó. Trời, nó buồn hiu luôn mọi người. Biết sao, ở đây có lá The Tower nên tôi cũng không biết dịch làm sao nữa. The Tower là cái lá khá là xấu luôn, nếu mà không muốn nói là lá xấu nhất trong toàn bộ bài tarot. Bởi vì các bạn nhìn thấy không, cái sấm sét, cái ánh sét bắn từ trên trời rơi xuống ở đây, thể hiện cái sự việc này không phải là do con người quyết định, mà là do những cái yếu tố bên ngoài quyết định. Tự nhiên không tới với nhau được. Cái tiếp nữa, có thể là trong cái mối quan hệ này đi nhìn thấy rất là rõ luôn những cái điều tích cực nè. Nếu mà dịch cái lá The Tower tích cực lên một chút xíu thì đi nhìn thấy được rằng là ok, cái mối quan hệ này phải chấp vá nhiều lần, hoặc là các bạn vượt qua rất là nhiều thử thách, mà những cái thử thách đó giống như cái thiên ý. Thì đó, đi như nó ở đây sấm sét, nó như những cái thiên ý nó gửi đến cho bạn, hai bạn phải vượt qua những cái thử thách đó thì hai bạn mới ở với nhau được. Mà trời ơi, ba cái thứ mà cùng nhau vượt qua thử thách rồi xong, rồi anh yêu em yêu anh, rồi gia đình cấm cản, rồi xong vượt qua tất cả để yêu nhau, mà chàng còn là một người có lòng tự trọng, tự lo lắng bản thân, rồi cũng lo lắng cho gia đình được, rồi là một người yêu thương vợ con, trời ơi, hoặc là nàng cũng là một người lo lắng cho gia đình, trời ơi là trời, kiểu như là những phim Hàn Quốc vậy, trời, tôi nói thiệt, cảm thấy nó quá là đẹp luôn á. Thật sự cái phán trải rất rất đẹp luôn nha mọi người. Cái tiếp nữa mà đi thấy ở đây đó chính là lá Six of Cups, lá sáu ly ở đây. Cái sáu ly ngược ở đây cho thấy được là các bạn đối xử với nhau như cái tình cảm của những đứa trẻ. Đứa trẻ ở đây là bạn đối xử với nhau như sự ngây ngô. Các bạn thực sự rất là yêu nhau luôn á. Tôi cảm thấy là rất là tự hào về cái tủ bài số 2 này, tôi bị phấn khích lên luôn á. Ok, các bạn có biết bây giờ là 1 giờ sáng mà tôi ngồi tôi quay cho các bạn mà tôi bị phấn khích hết sức với cái tủ bài số 2 này. Tiếp ha. Và ở cái đoạn đường này nó vẫn tiếp tục nói hai bạn rất yêu nhau nha. Two of Cups, rất yêu nhau, và các bạn rất là biết cách nhịn nhau. Đôi khi có những cái điều không có vừa ý đâu, nhưng mà các bạn rất là biết cách nhịn nhau. Cái mối quan hệ này nó một dòng chảy, nó đi tới và vấp phải rất là nhiều những cái sự thử thách. Các bạn yêu nhau như một cái gì nó ngây ngô nhất, như cái gì nó tinh khôi nhất. Và tôi cảm thấy rất là hay cho cái tụ bài số 2 này. Mới là tụ bài số 2 thôi mà cảm thấy rất là hay rồi. Wow 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 luôn. Ok, ở đây thì đi có lấy ra cho các bạn một cái lá bài để xem một cái thông điệp, hoặc là gọi là đi sẽ gọi tên người yêu của bạn là gì. Ok, tôi sẽ gọi tên người yêu của bạn là protection, hay còn gọi là sự bảo vệ. Có thể giống như là cái tụ bài số 1 á, hồi nãy tụ bài số 1 là sự hạnh phúc, thì có thể họ tên là Phúc nè, hoặc là họ tên là Hạnh, hoặc là họ tên là Đức, hoặc là họ tên là
cái gì đó thiên về vui vẻ rồi đó mọi người, hân hưng đó, thịnh rồi đó, ừ đó, thì nó cũng mang tính vui vẻ đó mọi người. Thì ở đây chúng ta có từ bảo, có thể mà là bảo hoặc là tên vệ cũng ok nữa. Thật ra đừng có nói là tôi nói là chữ bảo xong tôi nói chữ vệ nha. Tại ngày xưa tôi có quen với một cái bạn kia, tức là tôi có biết cái anh đó ở trong chung nhà thờ với tôi, anh ta tên là Hoàng Vệ đó, anh Vệ. Thì có rất là nhiều người tên vậy, Vệ nè, Bảo nè, rồi gì nữa, Tường nè, đó rất là nhiều những cái tên mang cái ý niệm bảo vệ luôn đó, protection. Và rất có thể đây là một cái người có cái dáng người rất là to keo luôn á, rất là lực lưỡng, hoặc là họ là những người trời ơi siêu mạnh mẽ để bảo vệ bạn luôn á. Tụi bạn số 2 ơi, bạn phải gặp người này và bạn sẽ phải nhận ra họ ngay nha. Và bạn đừng có buông tay nha, dù có bao nhiêu thử thách nữa là đừng buông tay nha mọi người, ok. Tụi bạn số 2 như vậy là đủ rồi. Và bây giờ thì chắc là kết thúc thôi. Ok, lại là đi đây. Và tụi bài số 3 bắt đầu thôi. Tụi bài số 3 với viên thạch anh xanh rất là đẹp ở đây nhé. Ok, qua cái tụi bài số 2 tôi đã quá tốn quá nhiều năng lượng rồi. Thì bây giờ không biết tụi bài số 3 có làm tôi vui đến mức như vậy hay không. Ok nha. Bạn nào mà muốn xem lại lý do tại sao mà tụi bài số 2 lại khiến đi vui thì nhớ coi lại nha, vui lắm mọi người. Tiếp. Ok, bây giờ thì đi lấy ra cho các bạn 5 lá để xem là cái hình mẫu lý tưởng của bạn là người như thế nào trước. Rồi xong sau đó đi mới biết được rằng vậy thì kiểu như là vậy thì bạn á là bạn là cái người ra sao. Ok, chết tôi rồi mọi người. Tôi vui quá rồi xong tôi lấy bài mà tôi bị mớ các bạn ạ. À. Tôi mới lấy bị lộn. Ok, lẽ ra cái này như thế này là mới đúng nè. Rồi lỡ rồi nên đi cũng trải ra hai cái đợt luôn. Ok, đầu tiên cái dáng ở trên đây, cái dòng ở trên đây ha, đó là bạn mong muốn người ta như thế nào, còn ở dưới đây là người ta thật sự là người như thế nào. Ok, wow wow wow, bạn mong muốn cái người mà tiến tới với bạn hoặc là một nửa kia của bạn là một người dễ bảo. Đầu tiên phải là dễ bảo, tức là bạn muốn là họ phải làm theo ý của bạn, bảo gì nghe đó. Chứ bạn không thích những cái người mà quá quật cường quật khởi nha, bạn không thích cái điều đó nha. Kế tiếp á, bạn có lá chính gậy ở đây á, bạn thích cái người đó mà chính gậy ngược nữa. Bạn muốn người ta yêu bạn, bạn muốn người ta hiền hậu với bạn, nhưng mà bạn lại thích cái tính người ta là tính gọi là bạn thích người ta phải can trường, bạn thích người ta phải ngông cuồng một chút xíu, họ phải hơi bad boy một chút xíu bạn mới thích cơ. Nhưng mà may cho bạn quá thì cái cá tính thật sự của người là một người ổn định chứ không phải là một cái người ngông cuồng. Cho nên là cái mong muốn là kiểm soát của bạn là đi cảm thấy ok, bước đầu là chúc mừng bạn, bạn làm được đó. Cái thứ hai á là có lá 7 gậy nè, lá 3 tiền nè, còn cho thấy được là đây là một cái người á là có rất là nhiều mối quan hệ để mà giúp cho họ vượt qua những cái khó khăn. Đây là cái điểm mạnh thứ hai nha. Cái thứ ba, à không, đây là cái điều mà bạn mong muốn người ta, tức là bạn thích cái người này là cái người mà phải có nhiều mối quan hệ, phải quen biết nhiều, quen biết rộng. Không hiểu chi nữa, chắc là càng đông càng vui, bạn bè càng đông càng vui á, thì chắc là vậy. Nhưng mà đi nhìn thấy đây là một cái người rất là thông minh. Họ có thể hơi đơn độc, ok, họ có thể hơi đơn độc nhưng mà họ rất là thông minh và họ biết cách vận hành. Ok không? Họ biết cách vận hành một tập thể mà họ biết cách vận hành những người khác. Cho nên rất là có thể là nếu mà bạn vớ phải người này thì người này cũng làm sếp người ta chứ không phải là ít ỏi gì đâu, chứ không phải là giỡn đâu. Thêm nữa là đi nhìn thấy bởi vì họ là thông minh á, nên rất có thể đây là một người rất là có khiếu hài hước luôn, rất có khiếu hài hước. Hoặc là họ thường xuyên làm những cái chuyện mà bạn điên á, hoặc là làm những cái chuyện mà trời tao không nghĩ là mày làm được vậy luôn á. Bạn là một cái người mà có thể là nhìn vào thì bạn hơi khó tính một chút xíu, mà đi cảm nhận là không, bạn không khó tính đâu, bạn chỉ là già nuôi theo một cách nào đó, giống như một bà cô già hoặc là ông chú già nào đó thôi. Bạn già nuôi trong suy nghĩ đó bạn, cho nên là bạn muốn đặt để người ta theo nhiều cái trường hợp lắm. Nhưng cái bạn này có thể là bạn vẫn là một cái người rất là một cái sếp an toàn, nhưng mà bạn vẫn là cái người của cộng bạn vẫn là một cái người rất là hay ho, thấy cái kiểu như là một người sáng tạo, một người vui vẻ hóng quạo, một người rất là dễ thương, rất là vui, rất là hài hước. Bạn thì bạn muốn người ta yên tĩnh, nhưng mà thôi cái con người này vậy cũng được. Nhưng mà cái người này hơi khó hiểu nha, ok. Bạn mà gặp người này là người này rất khó hiểu, bởi vì họ quá thông minh, cho nên là bạn muốn hiểu người này cũng rất là khó. Kế tiếp là bạn có cái lá trước comment trên đây trong cái sự mong muốn của bạn. Bạn thích á, cái người yêu của bạn á phải là một cái người thấy cái kiểu giống như là phải có quyền lực, bạn rất thích cái quyền lực đó. Mà tôi xin chúc mừng, nãy tôi cũng nói rồi, đây là một người thực sự có quyền lực nha. Và thêm nữa bạn á, bạn muốn rằng là người yêu bạn là sẽ kiểu giống như là một cái người mà đến đúng thời điểm với bạn á, đến đúng thời điểm, bạn cần cái sự là cần đúng
đúng thời điểm. Bạn ở đây là đi cảm nhận là bạn không phải cần đúng người mà cần đúng thời điểm, giống như là bạn đã vạch sẵn ra cho đích đến cuộc đời của bạn là năm 30 tuổi của bạn hoặc là năm 27 tuổi của bạn là cái năm đó bạn sẽ cưới chồng vậy đó, thấy cái kiểu giống vậy. Cho nên là bạn muốn là họ đến đúng cái thời gian đó, cho cái con này nó có bồ mà nó làm như là nó chạy sự kiện vậy, đi đúng thời gian. Ok, chúng tôi sẽ lấy tiếp cho các bạn tụi bài số 3 này 5 lá nữa để xem là cái mối quan hệ của bạn như thế nào ha. Trời, đúng là những cái con người mà có vẻ rằng là kém thú vị hơn một chút xíu. Chứ thế này thì lại có một mối tình rất là dễ thương. Đi không nói là bạn kém thú vị theo kiểu là bạn nhạt đâu nha. Mà ở đây á, đi nói rằng là bởi vì bạn thích cái gì đó an toàn á, bạn thích người ta an toàn, bạn này cũng an toàn luôn, một mối quan hệ quá an toàn luôn á. Và đi nhìn thấy đây có lá The Wheel of Fortune cho thấy thế nào á, hai bạn mà chỉ cần chạm nhau thôi như là dây điện chạm mạch gì đó, bóng đèn sẽ sáng ngay. Ok không? Bóng đèn sẽ sáng ngay nha các bạn nha. Và các bạn gặp nhau sẽ có thể các bạn gặp nhau trong một buổi tiệc tri hoan của ai đó. Ok, có thể là một cái buổi tiệc liên quan đến một người bạn chung của hai người hoặc là một người đối tác. Bởi vì hồi nãy đi có nói rằng là hai bạn, các bạn nam hoặc các bạn nữ đây nè, các bạn mà người nửa kia của bạn á, có thể họ là một người rất là giỏi và họ làm sếp người khác. Đó, hồi nãy bạn nhớ đi, hồi nãy đi có nói cái câu này đúng không? Đó, rất có thể họ làm sếp người khác. Cái tiếp á, đi nhìn thấy được rằng á, về vấn đề tài chính thì bạn không cần phải lo lắng rồi đó. Nhưng mà người này được một cái là người này phải nói tới cái điểm mạnh luôn đó, chứ là cái tầm hiểu biết của họ. Thật sự cái tầm hiểu biết của họ quá tuyệt vời. Quá tuyệt vời các bạn. Ở đây thì đi có lấy ra cho các bạn thêm một cái lá bài để cho các bạn một cái thông điệp, hoặc là đi sẽ gọi tên người bạn đó của bạn ha. Ok, ở đây thì chúng ta có con chim Kookaburra. Con chim gì vậy trời? Con chim Kookaburra. Kookaburra là con gì trời? Ok, con chim này nó với cái thông điệp là amusement. À, có nghĩa là vui chơi giải trí mọi người. Ok, đây là một mối quan hệ rất giải trí, tôi xin khẳng định. Ok, đây là một mối quan hệ siêu giải trí luôn. Bởi vì đây là một cái người rất là thú vị, một người rất là tri thức. Cho nên là những cái người thông minh, những người tri thức thường họ là những người rất rất là hài hước. Cho nên ok, đây là mối quan hệ giải trí, đi chơi với bồ mà như đi coi gala cười vậy đó. Ok, được không? Đó, cái tiếp theo nữa là ở đây chúng ta có cái lá The Star ở đây nữa nè. Và lá Three of Cups đó, kiểu là mỗi ngày mà đi với nó là như một buổi tiệc vui. Bạn không cần đi hí diện luôn nha. Rất vui, rất giải trí. Trời ơi, được á. Đây, ok, tôi chấm cho được 10 điểm nha. Ok, tụi bài số 3 kết thúc. Ok, tụ bài số 4 cũng là tụ bài cuối cùng đã đến đây với viên đá Red Zapper màu đỏ cam. Ok, rồi chúng ta quay lại nha. Chúng ta quay lại với cái ván trải ngày hôm nay để nói về một nửa kia của bạn. Một nửa kia của bạn thì bây giờ chúng ta hãy xem rằng là đi muốn nhìn thấy được là đầu tiên, đi muốn biết cái gu của bạn là người như thế nào, bạn muốn cái người đó là người ra sao. Chà chà, đây để đi sẽ giới thiệu sơ về cái lá bài này một chút xíu. Niềm tự hào của Việt Nam nha. Đây, cái lá bài này là của người Việt Nam vẽ nha các bạn. Đây, tên tác giả dưới đây nè, Trung Lê Nguyễn. Đó, niềm tự hào người Việt Nam chưa? Một bộ bài mang tầm quốc tế nha các bạn. Tiếp, chúng ta quay lại với cái ván trải này. Thì bạn á, bạn mong muốn cái người kia của bạn á là một cái người của gia đình, phải dành hết sức tình cảm cho gia đình. Và cái bạn kia bạn mong muốn là bạn yêu bởi cái sự thông minh. Bạn yêu bởi cái sự thông minh. Người ta có một cái thuật ngữ cho những người mà yêu cái sự thông minh là sapiosexual á. Thì các bạn đừng có lầm tưởng sapiosexual là theo kiểu là nhìn thấy ai hay ho quá rồi mình thích họ, đó là sapiosexual. Không phải đâu bạn. Sapiosexual nó phải hơn thế nữa cơ. Đi có một vài người bạn, không phải là một vài nữa, thì là nó có một nhỏ bạn khá là thân, thì nó cũng là sapiosexual. Theo kiểu giống như là nó bị kích thích khi mà người ta show up cái sự thông minh của người khác á, phải dùng cái chữ đó luôn á. Đó là nó bị khêu gợi bởi cái sự thông minh của người khác. Trời ơi, khủng khiếp chưa? Đó chính là sapiosexual, tức là bạn sẽ cảm thấy là cái sự ngưỡng mộ về cái sự thông minh, thông thái của một ai đó nó không dừng lại ở cái chữ ngưỡng mộ nữa, mà là bạn yêu nó và bạn cảm thấy bị quyến rũ bởi nó. Đó, ok không? Cái tiếp, bạn thích một cái người phải có tri thức. Ở đây đi nhìn thấy rất là nhiều lá tri thức. Là đầu tiên bạn có lá Page of Swords nè, bạn lên Queen of Swords. Bạn muốn á, đây là một cái người phải có cái tri thức, nhưng mà họ cũng vẫn phải là một cái người sống dưới đất một chút xíu, trường có tri thức mà nói chuyện trên trời không thì hơi khó. Ok, tiếp ha. Ok, chúng ta có lá Oh my god. Tốt quá nè, bạn muốn cái người này á là một cái người vì gia đình. Thêm một cái nữa là họ là một người theo kiểu là không triệu phú thì cũng bạc tỷ. Thế kia là họ phải có cái khả năng lo lắng cho bạn. Bạn muốn thân bạn như một dây tầm gửi. Bạn gửi vô đó là bạn vô chúng nhà đó, như dùng cái câu là chuột sa hủ nếp thì nghe hơi hạ thấp bản thân bạn nha.
đúng không? Dùng cái câu này hơi kỳ, mà bạn thích là bạn phải là kiểu như bạn cũng tiểu thư đại cát rồi đó, cho nên là bạn cũng muốn gửi vô một cái nhà cho nó môn đăng hậu đối, đăng đối hậu môn đó, môn đối hậu đăng rồi đó mọi người đó. Ok, đó là cái mà bạn muốn. Vậy thì người này thể hiện là người như thế nào? Đầu tiên xin khẳng định bạn có được một cái, đây là một người rất là thông minh, nhưng cái sự thông minh của họ là sự khôn lỏi nha. Họ lanh, lanh chanh. Ok, chúng ta có hai lá Eight of Cup ở đây, do nhìn thấy được vậy là đây là một cái người có thể là sau một cái biến cố, một sự rời đi nào đó, sau biến cố một sự rời đi nào đó, trong lúc bạn còn độc thân, trong lúc bạn vừa mới chia tay và người này cũng vừa mới chia tay, thì hai bạn gặp nhau, có thể đây là một cái sự kiện gặp nhau khá là thú vị. Wow, ở đây bạn có cái lá cờ. Ok, cái bộ bài này thì đi lấy cái bộ bài dành cho LGBT. Cái lá cờ này đại diện cho sự tự hào và sự tự chủ. Bạn á, bạn, cái người này là một người rất là tự chủ về mặt bản thân, họ hiểu họ cần gì và họ cũng tự hào về những gì mà họ đang có, nên cho thấy được họ phải giỏi thì họ mới dám tự hào, đúng không các bạn? Đây là một người cũng hơi nóng tính một chút xíu và thật sự họ tài giỏi, họ đạt một số thành tựu trong cuộc sống. Có thể trong cuộc sống thì người này cũng luôn luôn là những người đi đầu, hoặc là những cái ý kiến của họ thì rất nên để lắng nghe, hoặc là người ta luôn luôn xin cái ý kiến, xin cái lời khuyên từ những cái người này. Đây là một trong những điều cực kỳ hay ho. Cái tiếp nữa thì đi muốn lấy ra 5 lá bài tiếp để xem vậy thì cái mối quan hệ của các bạn nó sẽ như thế nào ha. Wow, có lẽ là bởi vì đây là một người rất là thông minh á, và họ cũng lanh, cái miệng của họ cũng dữ, cho nên những cái con nào mà vừa thông minh mà miệng lanh nữa thì ok, chắc chắn sẽ có những sự cãi cọ đâu đây, chắc chắn sẽ có cái sự cãi vã đâu đây. Tuy nhiên đi nhìn thấy cái mối quan hệ này là một mối quan hệ khiến cho hai bạn đều có cái sự phát triển song phương, mặt cảm xúc rất là nhiều nha, cái mặt cảm xúc của bạn rất là nhiều, nhưng mà nó sẽ duy trì theo kiểu là cái dòng chảy của nó theo kiểu là rất mạnh, ban đầu thì ào ào, nhưng rồi bỗng nhiên nó bị hụt hẫng xuống, nó hụt hẫng xuống xong rồi lại nó lại nâng lên một cái lơ đễnh, giống như một cái cơn sóng thần nó ập vô thị trấn, xong rồi nước rút đi, nó để lại một cái mặt nước rất là nhỏ, nhưng rồi mặt biển phẳng lặng lại, thì đó chính là cái mặt tình cảm của hai bạn luôn. Ban đầu rất là cao trào nhưng rồi sẽ bị hụt hẫng, nhưng rồi sau cái hụt hẫng đó các bạn sẽ sớm lấy lại được sự ổn định của bản thân bạn. Cái quan trọng ở đây là cái mối quan hệ này đem đến một cái tương lai sáng lạn cho hai bạn, duy trì một cái hai bạn bị khắc khẩu nhau mà thôi. Có lẽ cái nết của bạn cũng dữ dằn quá đó, nói chung là cũng hiền. Ok, nói chung cái nết bạn cũng hiền, mà cái thằng kia chắc con, hoặc là thằng kia hoặc cái con kia nó cũng hiền luôn, cho nên hai bạn gặp lại với nhau cái miệng rất là hiền. Ok không, rất là hiền, không có dám làm gì ai hết trơn hết trọi luôn đó. Đó là cái nết của bạn nhà mình, nết của bạn kia. Đi ở đây thì đi có lấy thêm cái lá bài. Cái lá bài này thì đi sẽ lấy để gọi tên cái người bạn của bạn. Ở đây thì đi nhìn thấy cái chữ là motivation, tức là sự thúc đẩy hoặc là nâng đỡ hoặc là xúc tiến. Ok không? Thì ở đây các bạn có con horse, một con ngựa trắng như một bạch mã hoàng tử. Ok, ở đây cho thấy được nữa là rất có thể là một cái người rất là đẹp trai nữa nha mọi người. Đó, một bạch mã hoàng tử. Giờ này thì là 1 giờ sáng đó mọi người, 1-2 giờ sáng rồi, cho nên là ở nhà của đi á, kế bên nhà đi là một cái kho, cho nên là các bạn sẽ nghe tiếng đùng 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 là người ta đang xếp hàng á, người ta dỡ xếp hàng á, cho nên là cũng không có gì đâu nha mọi người, thông cảm. Tiếp ha, ở đây thì về cái motivation này á, đi nhìn thấy được rằng á, đây là một người á, cái mối quan hệ này nó sẽ giúp bạn á, push up bản thân lên, tức là nâng cấp bản thân lên, nâng tầm bản thân lên, nâng tầm quốc tế, ok không? Bởi vì đây là một người rất là giỏi, cho nên họ cũng muốn bạn giỏi theo họ, một mối quan hệ phát triển song phương. Để xem thúc đẩy hả? Thúc đẩy thì chúng ta có những cái tên gọi sau đây, có thể là Tiến nè, hoặc là Thiên nè, hoặc là Thăng nè, hoặc là Thắng nè. Để coi tên nữ mà là sự thúc đẩy thì còn có cái gì nữa nè. Tiên hả? Rồi để coi nữ mà còn có thúc đẩy là gì nữa ta? Trời ơi, nói chung là mệt lắm, tự đi kiếm đi, chứ đang nghĩ cũng không ra nổi đâu. Ok, từ bài số 4 kết thúc. Ok, tụ bài của chúng ta đến đây đã là kết thúc rồi. Và ngày hôm nay cảm ơn mọi người rất là nhiều đã xem clip của Dia. Và nếu các bạn có một cái câu chuyện gì đó thú vị về tình cảm nào, hoặc về những cái trải nghiệm trong cuộc sống thì nhớ gửi về cho Dia nha. Bởi vì Dia sẽ làm dùng những câu chuyện đó để làm những cái tập tiếp theo của Dia, kể đi Dia nghe. Ok, còn bây giờ thì chào tạm biệt mọi người. Và mọi người ơi, nhớ đừng quên rằng là bấm like hoặc là subscribe kênh channel của Dia, bởi vì đó chính là những cái nguồn động lực rất là mạnh mẽ để khiến cho Dia ra tiếp những cái tập tiếp theo nữa đó. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.